对对对。ไม่มากำvà chúng tôi được phép thông báo với các giải nhất nhì ba là chúng ta được một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Vâng, và hai giải ba là thí sinh Nguyễn Thị Trẫm, Trần Thị Lệ Thu. Hai thí sinh giải ba, thí sinh giải nhì Giảng Thị Kim Phương. Và thí sinh được giải nhất trong buổi thi hôm nay là thí sinh Nguyễn Văn Tơ. Để chúng ta nhanh chân lên sân khấu. Chúng tôi xin mời ông Trần Đức Nhẫn, chủ nhiệm câu lạc bộ đàn ca tài tử thành. Và xin mời ông Trần Tấn Thành, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao thành phố Tân An và ông Trần Đức Nhẫn, chủ nhiệm câu lạc bộ đàn ca tài tử thành phố Tân An lên bục giảng.